mỏi quá đi. Cuối cùng mẹ đến nhà rồi mẹ. Mà sao hôm nay mẹ mua ít thế? Ừ thì mẹ ở nhà mua lắm làm gì cho nó tốn kém ra. Mẹ cứ tiết kiệm làm gì ý. Mẹ cứ mua đi, chứ đồ của mẹ ở nhà lỗi thời hết rồi. Thời đấy, mua được 2 bộ rồi còn gì. À, mà mấy cái bộ con chọn cũng xinh đấy. Thật đấy mẹ. Ừ. Tại vì con sắp có chuyến công tác mà gặp đối tác hơi bị lớn luôn, nên là con mua thêm ít bộ nữa. Ờ, nhưng mà con xem thế nào. Đi công tác ít thôi, không rồi nhỡ. Mẹ, không như mẹ xem ở trên phim đâu. Với cả con có vệ sĩ riêng mà. Mà mẹ biết không, chồng con còn cho người theo dõi con nữa. Mẹ yên tâm nhá. Ừ thì cẩn thận vẫn hơn, nhưng mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng, tuân lệnh mẹ. Thôi, đi vào nhà đi mẹ. Bà với cô làm ơn làm phước, cho con xin ít tiền ạ. Mẹ ơi, mẹ có tiền mặt không ạ? Con là dùng thẻ thôi, nhìn thương quá. Mẹ cũng không mang đi, vì nghĩ là có mua gì đâu. Chị ơi, nhà chị ở đâu đấy ạ? Sao mà không kiếm việc làm cho ổn định lại đi xin như thế này? Nhà em ở dưới quê, nghèo lắm chị ạ. Bố em suốt ngày say xỉn đánh đập mẹ con em, nên là em mới phải lên thành phố tìm việc làm. Nhưng mà trên này người ta lại đòi hỏi bằng cấp với kinh nghiệm, mà em thì không biết gì cả. Thế cho nên là... Cũng tội nghiệp thật đấy. Mẹ, con có ý thế này, hay là cho cô ấy về nhà mình làm giúp việc đi. Cô ấy vừa có công ăn việc làm, mẹ lại có người bầu bạn nữa. Thế thế nào ạ? Ý kiến cũng hay đấy. Thế ý cô thấy thế nào? Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà, em cảm ơn chị ạ. Tôi sẽ trả chị 6 triệu một tháng để có tiền gửi về cho bố mẹ. Còn tiền ăn tiền ở thì tôi không tính. Dạ vâng, em đồng ý, em đồng ý ạ. Thế mình vào nhà luôn nhở? Mình đi thôi mẹ. Ôi thôi thôi thôi, không phải lau chùi nữa đâu, sạch lắm rồi. À này, có cái đĩa xoài trong bếp ý, con mua đi à? Sao mà chua thế? Dạ vâng, con mua đấy bà. Mà con thử rồi, con có thấy chua lắm đâu. Trời ơi, thì bà cho mày ăn tất đấy. Dạ vâng, thế con ăn hết chỗ xoài đấy bà nhá. Nhưng mà dạ dày con đang yếu, ăn cẩn thận rồi đụng thủng dạ dày đấy. Dạ con biết rồi ạ, chắc là sắp đến tháng nên là con mới thèm chua đấy. Ờ, mẹ. Con đi công tác về à? Vâng. Ờ, mà đây là ai với mẹ? Đây là em Trang, giúp việc nhà mình. Mà mẹ không khỏe à? Mà thuê giúp việc hả mẹ? Mẹ không làm sao, mẹ vẫn khỏe. Nhưng mà hôm nọ đi siêu thị với cái rượu thấy em Trang nó có hoàn cảnh khó khăn nên đưa về nhà mình làm giúp việc ấy mà. Ờ, thế mẹ nhớ nhắc em ấy là không được vào phòng làm việc của con. Rồi, nhà. Nhưng mẹ chưa nhắc vì con vẫn đi công tác. Trang này, đây là anh Minh, là chồng của chị Diệu. Còn trên tầng 2, cái phòng mà cửa nâu nâu ấy là phòng làm việc của anh Minh nhá. Chỉ duy nhất có chị Diệu được vào đấy thôi. Còn con không được tự động vào nhá. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Thôi, đi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm đi. Chị Diệu sắp đi làm về rồi đấy. Dạ vâng. Còn Minh, dạ. Con đi lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào cơm chín mẹ gọi xuống ăn nhá. Vâng, con chào mẹ. Chỉ là phòng làm việc bình thường thôi mà nhỉ. Thôi, không phải lau đâu, phòng anh sạch lắm rồi. Mẹ, mẹ, mẹ thấy cái Trang ở đâu không ạ? Ờ, không. Sáng nay nó bảo nó ra ngoài có tí việc xong rồi nó đi chợ luôn mà giờ này vẫn chưa về. Thế con hỏi nó có việc gì? À, con định hỏi xem là có thấy cái bộ trang sức con để ở trên bàn không? Tại con đang cần ý. Bộ trang sức á? Vâng. Có đắt tiền không? Ờ, cũng 10 mấy triệu thôi mẹ ạ. Nhưng mà tại vì bây giờ con đi gặp khách hàng, nó hợp với bộ váy của con mới mua. Thế đành phải đợi nó về rồi hỏi xem sao chứ. Vâng. Em bảo là đi chợ, rồi đồ ăn đâu? À, chưa rồi, em quên mất ạ. À chị hỏi này, em có thấy cái bộ trang sức chị để ở trên bàn không? Chị đang cần ý. Ờ, bộ trang sức nào ạ? Dạ em không biết đâu ạ. Em nói thật đấy, chị tin em đi. Ờ, chị chỉ hỏi là em có thấy không thôi chứ không bảo là em lấy đâu mà em cuống hết lên đấy. Dạ vâng, em không biết thật mà. Mà chị dùng nước hoa à? Ừ, có chuyện gì à? Ơ,
Con thấy mùi này thơm mà mẹ nhỉ? Ừ, mẹ cũng thấy thơm. Hay là nó bị dị ứng đấy? Đâu, trước giờ con vẫn xịt mùi này mà. Con làm sao đâu? Hôm nay con bé này bị làm sao? Cái gì đây? Của mẹ à? Không. Cái gì cơ? Thai 12 tuần á? Đưa mẹ xem nào. Ừ nhỉ. Nhưng mà không biết đứa trẻ này là con của ai. Con bé này nữa. Nó vào bẩn thật đấy. Cái này bà với chị đừng hiểu lầm ạ. Nhưng mà đứa trẻ là con của ai? Cháu cứ ngồi xuống đây. Cứ bình tĩnh, cứ nói đi. Cả nhà coi cháu như người trong nhà ấy mà, cứ nói đi không sợ đâu. Bà ơi, nhưng mà cháu không nói được đâu ạ. Sao lại không nói được? Em phải nói ra để chị biết được bố đứa trẻ là ai, có chịu trách nhiệm với em chứ. Một thân một mình em ở trên này sao mà... Nhưng mà em không nói được thật ạ. Nếu bây giờ em không nói gì, chị cho em thôi việc nhá. Bà ơi, chị ơi. Bà ơi, bà tha cho con ạ. Là con của anh Minh. Con xin bà đừng đuổi con đi bà nhá. Con của thằng Minh á? Bà ơi, con biết sai rồi, con xin bà đừng đuổi con đi ạ. Chuyện này từ bao giờ? Dạ, từ lúc cậu mới đi công tác về. Chị hãy tin em, chuyện này là em bị ép ạ. Ý con thế nào? Mẹ cho con toàn quyền quyết định. Nếu như đây là con của anh Minh thì con không còn lý do gì ở lại đây nữa mẹ ạ. Diệu, có chuyện gì mọi người căng thẳng thế ạ? Anh tự xem đi. Chuyện này là cái gì? Chuyện này là sao? Cô ta bảo đấy là con của con đấy. Con nào? Con có làm gì đâu. Anh nói cái gì cơ? Cô ta ở trong nhà mình chẳng giao du với ai cả. Cô ta khẳng định được đây là con của anh. Này, anh đang chối bỏ trách nhiệm đấy à? Vợ phải bình tĩnh đã. Chuyện không như em nghĩ đâu. Phải để anh giải thích đã chứ. Nhưng mà hôm đấy ở trong phòng làm việc, Chính anh đã... Thì tôi nhầm cô với vợ tôi thôi. Là anh cố tình nhầm, chứ cơ thể vợ anh với người khác, làm sao mà anh nhầm được? Sao cô lại còn vào phòng làm việc của tôi? Tôi đừng nói gì nữa. Anh nói cái gì? Tôi cũng cảm thấy kinh tởm thôi. Cô ta đang mang thai con của anh đấy. Anh tính như thế nào? Trang ơi, anh Minh xuống ăn cơm nhá. Sao lại là cô? Mẹ lại tin thằng Minh. Từ khi cái Trang nó về nhà mình làm việc, mẹ thấy nó rất lạ, nó rất kén ăn. Nhưng mẹ nghĩ do đau dạ dày nên mẹ không để ý. Nhưng lại thèm ăn chua và ăn chua rất ngon miệng. Trong khi đó, cái tờ kết quả siêu âm thì lại bảo là cái thai 12 tuần. Mà cái Trang về nhà mình làm việc lại chưa được 2 tháng. Vậy thì không thể là con thằng Minh được. Đấy, mẹ phải tin con. Vợ ơi, vợ phải tin anh chứ. Sao? Bà ơi, xin bà hãy tha cho con ạ. Con không nghĩ là sự việc đã đi đến nước này. Hôm đấy anh Minh nhầm con với chị Diệu. Con nghĩ là con có thể bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Bà ơi, con biết sai rồi ạ. Nhưng cô không thể vì lợi ích của mình mà lại hại ân nhân. Cô có biết cô làm như thế, cái Diệu nó đau lòng như thế nào không? Chị ơi, em xin lỗi chị. Chị hãy tha cho em chị nhớ. Em không cố ý đâu ạ. Chị hãy thương mẹ con em với. Tôi thương cô. Tôi cứu mang cô vì là thấy cô một thân một mình ở trên này. Tôi nhận lại được cái gì hả? Cô phá hoại gia đình của tôi à? Tôi chưa tố cáo cô là may lắm rồi đấy. Dù vợ tôi thương hại cô thế nào chăng nữa ấy, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Cô đi đi. Nhưng mà em không có tiền. Anh chị giúp em với. Bây giờ em mà về quê bố em đánh em chết mất. Chị hãy cứu em với. Trong này có 10 triệu. Cô cầm lấy rồi tự lo liệu đi. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị ạ. Em sẽ không bao giờ quên ơn chị đâu. Nhờ bà, cô ạ. Sao em lại đưa tiền cho cô ta? Em cho là cho đứa bé trong bụng chứ. Nhưng mà nhìn cô ta đáng thương hơn là đáng trách đấy.
Chuyện hiểu lầm lúc nãy, anh xin lỗi nhá. Còn thực ra anh với cô ta không có gì cả. Thôi, chuyện qua rồi em không muốn nhắc đến nữa. Với cả em không để ý đâu. Thôi, tất cả đều là sự hiểu lầm. À bây giờ mẹ có ý kiến thế này, mẹ đã đặt ở nhà hàng rồi. Cả nhà mình sẽ đi đánh chén một bữa tưng bừng, coi như là gắn kết lại tình cảm được chưa? Thế mẹ, để mẹ vào mẹ mặc chiếc váy đẹp nhất hôm nọ con mua cho mẹ nhá. Vâng ạ. Alo anh à, hôm nay mấy giờ anh về đấy ạ? Anh xin lỗi, hôm nay cho anh về muộn một chút. Nhưng mà hôm nay là ngày... Anh phải họp đột xuất, nhá. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà. Mẹ nghe đây con dâu. Alo mẹ à? Này nhá, tôi nói cho anh chị biết, hôm nay tôi phải đi chỗ khác để nhường không gian riêng cho anh chị đấy. Mẹ ơi, cái gì? Con đau bụng quá. Con đau bụng á? Ôi dồi ôi, thế con đang ở đâu? Thế thằng Minh anh đâu? Con đang ở nhà mẹ, mà con gọi cho anh Minh không được. Được rồi, mẹ về ngay nhá. Thằng trời đánh này, hôm nay kỷ niệm ngày cưới của nó mà nó để con dâu ở nhà một mình. Đi từ từ thôi. Đây, ngồi xuống đây. Con thấy đỡ hơn chưa? Con thấy đỡ hơn rồi mẹ. May mà chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, làm cho mẹ hết cả hồn. Cũng may là có cả mẹ, chứ một mình con ở nhà con không biết làm gì luôn ạ. Thì mẹ tưởng hôm nay là hai đứa đi kỷ niệm một năm ngày cưới, nên mẹ đi ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng. Thế sao thằng Minh lại để con ở nhà một mình thế? Anh Minh bảo là ở công ty có việc gấp cho nên là không về được mẹ. Nếu là việc gấp thì không thể tránh được. Thôi được rồi, tối về mẹ bảo nó đền cho con nhé. Dạ, mẹ chồng con là nhất. anh Trần Hải Minh, chồng chị Nguyễn Thanh Tâm có ở đây không ạ? Đâu đây, sao đây? Anh ơi, vợ anh ở phòng khám số 3, chị đang đợi anh đấy. Ok. Minh! Mẹ! Vợ! Sao hai người lại ở đây ạ? Nếu như hôm nay tao không đến đây thì làm sao tao biết được chuyện này? Thằng con rơi! Mày đang làm chuyện gì thế hả Minh? Kìa mẹ! Mẹ nghe con giải thích đã ạ? Tao! Từ bây giờ tao không coi mày là con tao nữa! Mọi người bình tĩnh, đây là môi trường bệnh viện. Anh ơi, vợ anh đang đợi ở trong đấy, anh vào luôn đi nhá. Thôi mẹ ạ, ở đây là ở bệnh viện đấy. Vợ mày thì nằm ốm mất ở nhà, còn mày thì... Vợ, em ốm sao không? Đã đi khám chưa? Để anh đi khám nhá. Anh vào chăm vợ anh đi, còn tôi thì đã có mẹ lo rồi. Kìa em. Anh Minh, bác sĩ bảo muốn gặp chồng ạ. Mẹ
Quỳnh về thôi mẹ. Ơi, anh đây. Anh ơi, anh đến với em một lúc được không? Ờ, anh qua luôn. Con ra ngoài có chút việc mẹ nhá. Ờ, anh đi đâu đây? Anh ra ngoài có chút việc thôi. Con đi với ai đấy? Đồng nghiệp con đang cần bàn công chuyện. Con qua một chút thôi ạ. Thôi, thế anh đi đi xong rồi về sớm nhá. À này, đi nhớ về sớm, đừng để vợ nó đợi đấy nhá. Dạ vâng ạ. Không có lẽ... Mẹ! Vợ con đâu rồi ạ? Con cần giải thích với vợ con mẹ ạ. Vợ mày đang nằm trên phòng ấy. Ờ vâng. Ngồi xuống đây. Ờ... Ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện. Dạ. Nó có bầu được mấy tháng rồi? Ừ, dạ 5 tháng mẹ ạ. Mẹ quá thất vọng với con. Mày đã có cây rượu rồi. Mày đã có vợ rồi. Mà tại sao mày vẫn quay lại với người yêu cũ? Khi nhìn thấy nó, tao nhận ra ngay nó chính là người yêu cũ của mày, có đúng không? Ờ... Dạ... Tâm là người yêu cũ của con mẹ. Thế bây giờ mày định thế nào? Thì mẹ cũng biết cô ấy ở đây một thân một mình, không ai nương tựa, nên con thương cô ấy. Mày muốn làm gì thì mày làm. Nhưng tao nói trước nhá, nhà là phải có nóc. Tao chỉ chấp nhận duy nhất cái Diệu là con dâu của tao thôi. Tao cưới xin nó về đàng hoàng thì mày phải có trách nhiệm với nó, mày phải thương nó, mày đừng làm khổ nó nữa. Dạ vâng. Ơ, con dâu, con vừa đi khám về vẫn còn mệt, sao không nghỉ đi? Lại định đi đâu à? Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con qua nhà ngoại ít hôm ạ. Sao lại qua nhà ngoại? Con vẫn còn mệt, ở đây mẹ sẽ chăm cho con, mẹ không để ai phải bắt nạt con cả. Vợ cho anh xin lỗi. Anh đã không đến bên em lúc em cần. Để anh bù đắp cho em nhé. Cái gì cơ? Anh lừa dối tôi như thế mà anh bảo anh bù đắp cho tôi á? Anh bù đắp kiểu gì? Với cả anh sắp làm bố rồi đấy. Anh lo mà chăm sóc vợ của anh đi. Ờ, thực ra anh có nỗi khổ riêng của anh. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em phải bình tĩnh đã. Cái loại tiểu tam trơ trẽn như cô mà cũng dám phác mặt đến đây à? Cô đừng tưởng cô vác cái bụng bầu đến đây mà tôi không dám làm gì được cô nhá. Nhà tôi không tiếp đón cô đâu, bước ra khỏi đây. Mẹ, dù gì thì cô ấy cũng mang bầu con của anh Minh, là cháu của mẹ đấy ạ. Người phải đi là con mới đúng. Dạ, bác đừng nóng ạ. Chị Diệu có thể nghe em nói một câu được không? Thực ra là hai người hiểu lầm cháu mất rồi ạ. Thôi đi, cô đừng có giả giọng nai tơ với tôi. Nhà tôi không hiểu lầm gì cho cô hết. Thực ra thì cái thai ở trong bụng của cháu không phải là của anh Minh ạ. Chuyện là 5 tháng trước cháu có bị người ta lừa. Nhất định hôm nay phải tạo bất ngờ cho vợ mới được. Alo. Ừ, anh đây. Ừ, đợi một chút nhé, anh qua luôn. Cháu xin lỗi vì thời gian qua đã khiến mọi người hiểu lầm. Bác và chị Diệu đã phải suy nghĩ nhiều rồi ạ. Minh, chuyện như thế này mà tại sao mày không mở mồm ra mày nói với mẹ ngay từ ban đầu hả Minh? Mẹ, lúc con định nói thì mẹ với vợ có cho con nói đâu. Tại sao anh không nói cho em ngay từ đầu? Anh ấy đấy phải nghĩ linh tinh như thế là như thế nào? Với cả mình là vợ chồng với nhau, anh nghĩ em không hiểu được cho anh à? Anh ép hỏi nhanh như thế à? Anh cũng định nói với em mà sợ em suy nghĩ lung tung. Thôi anh sai rồi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh vợ nhé. Thời gian qua cháu đã làm anh Minh khổ sở nhiều rồi. Dù sao thì thời gian tới cháu cũng đã tìm được một công việc tại nhà,
có lẽ cháu sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu ạ. Ờ, sao em lại nói như thế? Có trách ý, thì là trách anh Minh. Ngay từ đầu không nói trước rồi. Chứ em một thân một mình lại còn mang bầu như thế kia, chắc là bất tiện lắm nhở. Nếu như mà cần gì giúp ý, cứ nói với chị nhá. Mình là con gái với nhau, phải yêu thương nhau chứ. Con dâu bác nói đúng đấy. Cháu một thân một mình lại bụng mang dạ chửa thế này, chắc là vất vả lắm. Bác thì có kinh nghiệm, nếu cháu cần giúp gì thì cứ nói với bác một câu, bác sẽ nhiệt tình giúp đỡ luôn. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Thế là mẹ vợ tha thứ cho con rồi đúng không? Không, cái lỗi này của anh ấy hơi bị nặng đấy. Mẹ phạt cái gì đó nặng không vào. Ờ, cái tội này phải phạt thật nặng. Mẹ có ý kiến thế này nhá, là tối nay cả nhà mình không có cơm nước gì cả. Tâm, ở lại ăn cơm với gia đình nhà bác nhá. Chúng mình sẽ kéo ra nhà hàng đập phá một bữa tưng bừng, coi như là hóa giải cho cái việc hiểu lầm này. Còn chi phí bao nhiêu thằng này chịu tất. Có đồng ý không? Đồng ý ạ. Trả lời ngay có đồng ý không? Dạ vâng ạ. Thế thì nhất trí nhá. Con chào mẹ. Con chào bà. Ừ, bà chào con. Sao đến với bà nào? Con xin lỗi mẹ. Chắc là tại mới qua nên là con bé còn bỡ ngỡ ạ. Ừ, không sao đâu, trẻ con rồi sẽ quen mà. Con gái yêu, từ bây giờ ấy, đây sẽ là nhà của con. Thế con có được ở cùng bố không ạ? Bố đi công tác xa, con cứ ở đây ngoài với mẹ rồi bố sẽ về nhá. Vâng ạ. Thế bây giờ mẹ dẫn con vào phòng của mình nhé. Vâng. Con xin phép ạ. Con xuống bếp nấu cho con bé ăn cái gì đi, mẹ sợ cho nó đói. Lúc nãy con đón con bé, con có cho con bé đi ăn rồi mẹ ạ. Trẻ con dễ bị tổn thương lắm, con phải để ý con bé nhá. Nếu có gì cần mẹ giúp thì cứ nói với mẹ. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn ở bên con. Con dâu, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Con đã về đây làm dâu rồi, đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng nhá. Dạ vâng ạ. Chẳng qua là do công ty của anh Khang bị thua lỗ, đối tác thì ôm tiền chạy hết, nên là anh ấy mới rơi vào tình cảnh như thế mẹ ạ. Chuyện làm ăn thì không thể lường trước hết được. Con với Khang có duyên mà không có nợ, nên con đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Vâng ạ. Thôi, con lên với bé Moon đi. Bây giờ mẹ đi ra chợ mua cái món gì ngon ngon, tối nay cả nhà mình sẽ ăn một bữa thật tưng bừng nhá. Dạ vâng, thế con xin phép ạ. Ai là bố mày? Tao phải là bố mày. Này, anh nói kiểu gì đấy? Con bé nó còn nhỏ cơ mà. Nhỏ với lớn cái gì? Tôi không phải là bố nó, thế thôi. Anh không phải là bố nó, nhưng anh cư xử sao cho đúng chứ? Cư xử cho đúng? Nó là con riêng của cô. Cô bắt tôi cung phụ nó như bà Hoàng à? Tự nhiên phải nuôi người dưng. Chuyện đưa con bé về, em với anh đã tính trước rồi. Sao anh đổi ý, anh đổ lỗi hết con bé là như thế nào? Tôi thế đấy. Ở đây thì ở, không ở đây thì cút, thế thôi. Này, hai đứa thôi đi. Đứng trước mặt con trẻ và cư xử như thế à? Lại được mẹ nữa. Con bé có phải là cháu ruột của mẹ đâu mà mẹ bênh nó chằm chặt thế. Diệu, con đưa cháu ra ngoài sân chơi cho thoáng đi. Ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Vài tháng nữa, con cũng làm bố đấy. Mẹ, có phải con bất tài vô dụng nên ai khinh thường con không mẹ? Không ai khinh thường con cả. Mẹ biết trong thời gian này, công ty con gặp nhiều chuyện, con cũng chịu nhiều áp lực. Nhưng chuyện nào nó ra chuyện đấy chứ? Chuyện nào ra chuyện đấy? Nhưng về nhà thấy vợ nói chuyện với chồng cũ, sao mà con chịu được hả mẹ? Con là chồng của nó mà chưa bao giờ hiểu vợ mình cả. Nó cũng có nỗi khổ riêng của mình đấy con ạ. Con có nỗi khổ của con chứ mẹ. Đi làm quần quật cả ngày, tối mặt tối mũi vào, về nhà thấy vợ như thế, con không thể chịu đâu mẹ ạ. Chuyện không như con nghĩ đâu.
Khang ạ. Em có chuyện này muốn nhờ anh giúp ạ. Anh ạ, chẳng là anh Minh nhà em đang rất là cần dự án này, thì không biết là anh có thể nhường lại được không ạ? Cái gì ạ? Được thế thì vui quá ạ. Dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng ạ, em chào anh. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ ơi, công ty của anh Minh được cứu rồi mẹ ạ. Là anh Khang, chồng cũ của con, đồng ý nhượng lại dự án rồi. Ôi thế à? Thế thì tốt quá rồi. Mẹ cảm ơn con nhá. Dạ vâng, con vui quá mẹ ạ. Minh này, cái hợp đồng mà khiến công ty con không bị phá sản chính là nhờ Khang, chồng cũ của Diệu giúp đỡ đấy. Chuyện này... Hai đứa tuy ly hôn nhưng mà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Họ vẫn tôn trọng nhau là vì bé Moon. Còn bé Moon về nhà mình ở cũng vì hoàn cảnh. Con cố gắng cư xử làm sao cho hợp tình hợp lý nhá. Dạ, con thật sự là bất tài vô dụng mà. Bấy lâu nay con cứ nghĩ vợ con... Cái Diệu nó là đứa sống tình cảm và rất nhạy cảm, nên con đừng để cảm xúc lấn át đi tất cả. Nó đã vượt qua mặc cảm để đến với con thì con cũng phải rộng lượng để đón nhận tất cả chứ. Trên đời này không có gì quý hơn tình cảm. Mà các con cũng đừng nghĩ con riêng với cả con chung, vì tất cả chúng ta đều là một nhà mà con. Dạ vâng, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Sai ở đâu thì sửa ở đó, cố gắng lên con nhá. Dạ vâng ạ. À, con gái, ngồi đây bố bảo. Hôm nay đích thân bố vào bếp nướng món thịt con thích kia nhá. Đây, ăn thử đi. Sao, ngon không? Đánh giá công bằng sẽ được mấy điểm nào? Con đánh giá là 100/1000 luôn đấy bố ạ. Ngon hơn cả nhà hàng 5 sao luôn bố ạ. Nhưng mà này, mẹ thấy thịt hơi cháy như thế này, không giữ được chất dinh dưỡng của thịt đâu. Cái này chắc là phải phạt đấy nhở? Thịt hơi cháy nhưng vẫn chăm chút được. Đúng rồi. Mà vợ đây, anh cảm ơn em về tất cả nhé. Suốt thời gian vừa qua em lo hợp đồng cho anh, chạy đôn đáo về công việc cho anh, mà anh lại nghi ngờ em. Còn chuyện bé Moon nữa, là do anh không tốt. Anh hứa từ bây giờ anh sẽ lo cho em và con, anh không thể đỡ đâu. Các con đừng như thế nữa nhá. Thôi, coi như mọi khúc mắc đã được hóa giải xong. Nhưng các con nên nhớ, nhà mình đang có trẻ con tuổi ăn tuổi học, các con phải cư xử làm sao để cho trẻ nhìn vào còn học theo nữa chứ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Có mẹ chồng cảm thông như thế này, con cảm thấy vui lắm ạ. Thôi nào em, mình là người một nhà mà, có gì mà cảm ơn. Cả nhà có muốn nghe con kể chuyện không ạ? Có chứ. Thế con kể chuyện gì nào? Thế con kể chuyện cả nhà đi. Được ạ, nhưng bố phải thưởng cho con cơ. Được rồi, bố thưởng ngay đây. Con kể nhá. Ngày xưa có một ông vua đi bán.